Tại sao học ngu? Học nó vô không nổi, nó ra rồi nó cậu quá, nó ngu. Giống như chúc anh đây. Dạ thầy ơi, con xin lỗi, tự giờ con giỡn, con xin lỗi thầy được. Điều. Thầy đừng có giận quá, hai cái răng mình nhín thầy không còn cái nào tội nghiệp thầy. Cái mỏ mà không có răng xấu. Ê. Dạ thầy ơi, xin lỗi thầy, tự giờ con hơi quá quá, không biết thầy thương con. À sao thầy nóng vậy? Cái tay nóng lắm nha, coi làm con số. Đáng lẽ thì thầy giận lắm á nha. Tại thầy có cảm tình với con đó. Hùng cái gì vậy? Thầy chơi kỳ lắm luôn á. Thầy lớn thầy mày đặt chơi là lấy ngón giữa thì chọn nhọn cái bẹ luôn. Kỷ niệm chút.